Thưa quý vị và các bạn, thông qua các phong trào thi đua, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tà Phời, thành phố Lào Cai xây dựng thành công nhiều mô hình bảo vệ môi trường, góp phần nâng cao chất lượng tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới tại địa bàn cơ sở. Vệ sinh môi trường là công việc được Chi hội Phụ nữ thôn Đá Đinh 2 cùng nhân dân thực hiện đều đặn vào ngày thứ Bảy hàng tuần. Nhờ đó, đường làng ngõ xóm luôn phong quang sạch đẹp, nhiều tuyến đường lầy lội mất vệ sinh ở các xóm đang được vận động xã hội hóa, đổ bê tông để việc đi lại dễ dàng hơn. Thì các chị em chi hội cũng vận động làm thì rất tốt, thì nhiều cái vận động như làm đường này, thì các gia vận động các gia đình là hiến đất này, thì ba sạch vườn đẹp ấy, làm ví dụ các công trình, ba công trình làm nhà vệ sinh thì nhà nào cũng có gần như là đầy đủ. Thông qua công tác tuyên truyền, việc xây dựng các mô hình bảo vệ môi trường do Hội Phụ nữ xã Tà Phời phát động đang nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của người dân. Nổi bật là mô hình hố rác mini được xây dựng ở nhiều thôn như thế này, giúp bà con nâng cao ý thức thu gom, phân loại rác thải, hạn chế tình trạng vứt rác thải bừa bãi, bảo vệ môi trường sống. Bây giờ chúng tôi đã hiểu cái tầm quan trọng của hố rác mini là có rất là nhiều tác dụng này, là đảm bảo đến sức khỏe của chúng tôi, có tác dụng này là phân loại rác thải này, thấy gia đình chúng tôi rất là sạch sẽ này. Thiết nghĩ rằng cái giải pháp tự phân loại rác thải tại gia đình là phù hợp với cái khu vực nông thôn để tránh cái tình trạng là rác vứt ra các khe suối, vứt ra cái đường gây ô nhiễm môi trường chung cho thôn cũng như là gây ô nhiễm môi trường của nguồn nước. Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tà Phời hiện có 10 mô hình bảo vệ nâng cao chất lượng môi trường như 503 sạch, nhà sạch vườn đẹp, tường rào xanh, đường hoa phụ nữ, tổ tự quản môi trường, xử lý chất thải chăn nuôi thành phân bón. Việc duy trì hiệu quả các mô hình này đang góp phần quan trọng nâng cao ý thức bảo vệ môi trường nông thôn, từ đó giúp địa phương nâng cao chất lượng tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới.